thắng của cách mạng đã thực sự soi rọi tới ngòi bút của nhiều nhà văn hiện thực phê phán, trong đó có Nguyễn Công Hoan. Bài thơ Lửa Thiêng Cách Mạng của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi qua phần thể hiện của nghệ sĩ Quang Khương cũng mang tinh thần đấy. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Tên Nhật phóng lưỡi kiếm lá liễu vào bụng người đàn bà mang thai, nhắm nhỏ cười nhún vai. Mũ chỗ hiệu núc ních ba cầm, xón chát dày gối cong vắt vẹo ngồi đếm tiền, nhấp ngụm trà say nhắm mặt. Bên kia đường ba bộ xương của tay vào đống rác, đống màu cá trên mỏm con chó đó. Tiếng gầm gừ, tiếng rên, xe nhà binh lao qua bánh xiết khét đường, phía cửa tiền súng nổ. Đêm thành Vinh tối như trong ngủ, nóng lần rẽ còi báo động, tiếng quy lát lách cách dần như tiếng ma. Bao bốn cổng thành sơ sát trên, tuần đính đi tua tù già nức nở, đến nghe mồn một tiếng chân. Trong túp lều nát giữa đồng, ba cán bộ Việt Minh, người khúc khắc ho khan, người giọng biển bồn chồn, người mặt phừng phừng sốt, mùi khoai nướng dai dẳng thơm. Yên lưu cổ đan im lềm trong đêm, mực lép khô khao nóng như lửa đốt. Lối mã tấu lên, trá cán vào lối mã, đêm đợi chờ dài như trong năm. Tiếng gà không kịp báo bình minh, tiếng hò tiếng reo đã thành đông thành bão. Túa tủa nước đầy tre đòn ngành, tràn lên cuốn phăng tất cả những con một đời. Cười hân hoan ngắm ảnh cụ Hồ, làm dấn nước Việt Nam độc lập. Con biết những điều này trong trang sách học, nhưng nếu con cảm tình trong hồn, ngày đầu cách mạng sẽ đêm ngày thao thức mãi trong con. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tìm Trong Kho Báu do biên tập viên Võ Hà, các phát thanh viên Hùng Sơn, Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Hồng Vinh thực hiện. Tới đây xin nói lời tạm biệt các thính giả. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.